Family Sam Boy, hi everyone. Rồi các bạn ơi, hôm nay Sam Boy và Sơ sẽ ra giữa cánh đồng rừng để thưởng thức cam và quýt đây các bạn. Đây là một cánh rừng nguyên sinh, có thể nói là rất là tuyệt vời luôn. Có rất là đủ độ mát để cho các bé có thể là tận hưởng những cái không khí vốn dĩ là của các bé. Đây là một trong những cánh rừng rất là nguyên sinh luôn các bạn. Thì hôm nay sẽ cho Sam và Sơ vào đây để tận hưởng những gì thuộc về các bé nha các bạn. Thank you.
Asha, 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 Asha. No. Asha, 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 Asha. Ah, sha, 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 sha. Ah,
Rồi các bạn, hiện tại thì trời cũng đã rất là tối rồi mà A Sơ thì vẫn mải mê leo trèo truyền qua cành nọ cành kia, vì thế cũng vẫn chưa tìm thấy các bạn. Chạm chạm bói chạm 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 ta sửa đấy. Đây, buồn nè. Rồi, A Sơ. A Sơ, A Sơ, A Sơ. A Sơ. A Sơ, A Sơ, A Sơ, A Sơ. A Sơ. A Sơ, A Sơ. A Sơ, A Sơ, A Sơ. A Sơ, A Sơ, A Sơ. A Sơ. A Sơ. Sure, 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 sure.
Sáng mai quay lại đi tìm sơ về.